ban đầu. Chuẩn bị mở rào. Bắt đầu âm nhạc. Đó. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Gì mà reo hò dữ vậy? Trời đất ơi, làm gì trời? Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi. Mời bạn gái giới thiệu trước nè. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại bệnh viện. À, quê Châu ở đâu? Quê em ở Cần Thơ nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. À, rồi, mình đang làm việc ở quận mấy em? Dạ, bệnh viện quận 3 chị. Quận 3. Rồi, mời bạn trai. Làm bạn trai nào đâu đây, mời. Mai làm như Long Thành thọc tuồng hay gì? Cái gì? Gì vậy? Có giới thiệu không? Chưa, từ từ đi. Trục trặc hả bạn trai? Trục trặc kỹ thuật hả? Trục trặc, cái gì đi? Trời ơi. À, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Chào quý vị khán giả và các bạn hỗ trợ chương trình. À. Mình tên là Nguyễn Huy Hảo, năm nay mình 29 tuổi, quê quán ở Hà Nội nhưng mà mình sống ở Hồ Chí Minh rất là lâu rồi. Hiện tại thì mình đang ở quận 8. Làm công việc gì? Dạ, công việc chính của em là về marketing. Hiện tại em đang phát triển dự án về giáo dục ở trường đại học tài chính marketing quận 7. Vậy mà nãy tưởng nó nuôi bò. Thôi được rồi, vậy rồi bây giờ mình giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi hai bạn. Mời bạn gái. Ưu điểm của em là rất là chân thành. Em hiền và biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe mọi người. Rồi. Dạ. Khuyết điểm của em thì hơi sợ đứng trước đám đông, em ít nói, hơi nhút nhát ha. Dạ. Rồi. À, với lại em nấu ăn không có ngon cho lắm. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, em sống với gia đình ba mẹ với anh chị. Mời bạn trai giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, em xin giới thiệu sơ bộ về cái ưu điểm của em. Cái điểm mạnh nhất của em nấu ăn. Nhưng mà em thích nấu thôi, không thích dọn. Nên nếu mà bạn nữ dọn là em sẵn sàng nấu. Trời, ở bên đây thì không biết nấu, em dọn được không em? Dạ được chị. Dạ, bên đó ảnh nấu cho em ăn rồi em dọn. Dạ. Rồi còn gì nữa không em trai? Dạ, cái thứ hai là khả năng của em trông trẻ rất là tốt. Em rất là thích chơi với trẻ con. Ưu điểm nữa là em là người dễ thay đổi, dễ lắng nghe và không bao giờ cố chấp. Gì lạ? Dễ thay đổi là sao? Tức là mình thích nghi được với lại môi trường sống đó chị. À. Mình dễ bị tha thứ hơn chứ không có cố chấp là phải đi theo một cái. Chứ trong tình yêu mà dễ thay đổi là mệt lắm nha. Dạ. Tiếp khuyết tiếp. Điểm. Dạ, khuyết điểm thì hơi nhiều nhưng mà em chỉ nôm na khoảng 3 cái thôi. Thí dụ, dạ cái đầu tiên là em nói nhiều lắm. Nếu mà ngoài công việc ra mà em rảnh á là em nói dữ dằn lắm. Nói mà em đo luôn á là khoảng hơn 10.000 từ ngày. Trời ơi. Khuyết điểm gì nữa? Thứ hai là nóng tính. Ở đây á là khi em làm việc á thì em muốn có một không gian yên tĩnh. Nên là cứ để em làm thôi, đừng có đụng vô em thời điểm đó. Em có thể rất là dễ bị cáu. Chứ ngoài công việc ra thì bình thường. Rồi thứ ba. Dạ cái thứ ba nữa là về cái độ lãng mạn. Hiện tại em 29 rồi. Nếu mà bạn gái đòi một sự lãng mạn ở hiện tại thì rất là khó. Tại vì hướng ở bây giờ chỉ là xây dựng gia đình thôi. Và phát triển sự nghiệp về con gái sau này thôi. Phải làm sao cho người ta, phụ nữ biết là mình thương yêu, mình chăm sóc người ta chứ. Lãng có, mạn em có rất là, anh thấy hôm nay mặc đồ là anh biết em vui tính cỡ nào rồi. À, rồi. Em đảm bảo là bạn đã quen em là một ngày chỉ cười. Vậy được rồi. Rồi thôi vậy cũng được. Bạn gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình rồi chị. Bao lâu rồi em? Khoảng 7 năm. Em chia tay 3 năm rồi chị. À dạ, 7 năm sao lại phải chia tay vậy em? Dạ chắc là tụi em không có duyên. Tại vì tụi em quen là từ lúc còn đi học á. À. Cho nên tới lúc ra kiếm việc làm được rồi thì mấy bạn nó cũng muốn tìm người khác luôn. À, nói chung là tình yêu 7 năm nhưng mà của thời tuổi trẻ, thời còn đi học đúng không? Nó cũng chưa đủ sự chín chắn. Rồi bạn trai mình có mấy mối tình? Dạ em thì thuộc loại thanh niên dễ dãi, dễ bị dụ lắm. Em quen đến giờ là 16, nhưng mà chính thức quen là 6, yêu thì 1, chia tay cách đây khoảng 3 năm rồi chị. Quen được 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi là cũng dài lắm à. Dạ đây là mối tình mà nếu mà nhắc lại em cũng thật sự em chúc phúc cho cô bé đó rất là nhiều. Cô đó có gia đình chưa? Dạ cuối năm nay cưới. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện mới đi, đừng tính chuyện cũ nữa. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn trai chân thành,
tại em ít nói á, nếu bạn ấy vui tính một chút thì tốt. Nói nhiều như anh đó được không? Anh nói là 10.000 từ một ngày đó, được không em? Dạ chắc là được. Còn gì nữa không em? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc á chị. Em hút thuốc không? Dạ hồi 5 tuổi có hút mà giờ bỏ rồi. 5 tuổi có hút. Này biết hài hước ghê ha. Coi như không có hút đâu em. Rồi sao? Còn gì nữa? Về ngoại hình. Em thích bạn trai cao hơn em khoảng 1m6, 1m65 gì đó là được rồi. Ngoại hình trung bình thôi. Rồi bên này bạn gái mẫu người cũng rất là đơn giản, chỉ cần bình thường là được. Bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ mẫu người lý tưởng của em hiện tại là đơn giản cực kỳ luôn. Em kiếm mẹ cho con em, và đặc biệt là kiếm con gái cho bố mẹ em. Vậy thì người yêu lý tưởng của em như thế nào? Dạ mẫu người yêu lý tưởng của em thì hiền, biết chăm sóc gia đình, hy sinh bản thân của mình cho gia đình. Là ví dụ như chồng đi làm thì vợ có thể ở nhà chăm con, tại vì chăm sóc con cái là cái nền tảng rất là Ủa là sao? Là cuối cùng là không cho người ta đi làm hả? Dạ tại vì bây giờ mà có lấy về thì cũng làm chung với công việc với em thôi. Em cũng hoạch định sẵn công việc rồi, làm chung với em hoặc làm công ty bình thường. Nhưng mà sinh con là nên tập trung chăm con trước, cho nó cứng 1-2 tuổi rồi đi làm muốn sao cũng được, thoải mái. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân? Nhanh nhất thì năm sau, tại vì em bây giờ 29 rồi, điểm đẹp của em là 30, thì cứ năm sau là được. Mà ý tưởng gì bữa nay về vậy? Dạ em cũng muốn nhắn nhủ đến bạn gái á, khi mà cố gắng luôn luôn có sữa cho con bú. Tại vì em nói là nếu mà vợ ít sữa thì chồng có sữa. À ok, cũng bình thường đó. Dạ cảm ơn chị. Rồi để anh xem coi đàn gái cô có hợp với anh đây không nha. Đàn gái người ta ngon lành, điềm đạm, thùy mỹ, nết nha. Đàn gái. Dạ em chào anh. Xinh ha, xinh xắn ha. Em ơi, bây giờ em nghe bạn trai nói thì em cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy anh ấy cũng vui tính. Anh vui tính đó. Dạ. Anh tính toán cũng kỹ lắm, giỡn giỡn chơi vậy thôi. Chứ một con người lập trường cũng khá vững đó em. Dạ. Muốn lấy chồng sớm không? Dạ muốn anh. Em muốn hả? Đó. Một năm nữa không được không? Dạ được, càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt ha. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét con trai ba hoa, nói mà không có làm được. 10.000 từ có ba hoa không? Dạ kể chuyện hai không à? À đó, kể chuyện hai nói chuyện vui thôi. Anh thấy cũng ổn đó, cũng vui đó nha. Dạ. Rồi mình khảo sát ý kiến người thân nữa là cho hai bên gặp mặt luôn. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị gái. Rồi cho chị gặp mẹ em. Tôi xin chào MC Huyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Tôi rất là vui khi được gặp bạn này là thấy là ưng ý. Dạ ưng ý hả cô? Dạ. Dạ. Như để cho chị góp ý thêm. Dạ. Chị ruột á hả? Thấy em rể tương lai sao chị gái? Theo em thấy là em rể tương lai là được. Có thể là bù đắp lại với lợi trong những lúc mà bé Châu ít nói á, có người cũng nói lại cho vui cũng đỡ. Châu, nhìn khuôn á. Ừ, thích à, rồi đó. Thích khuôn á. Cảm ơn gia đình bên đàn gái. Dạ, cảm ơn cô với lại chị rất nhiều. Rồi, đàn trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay em đi với lại bạn và cháu của em. Dạ, đáng lẽ hôm nay là ba mẹ em đi á. Nhưng mà sáng nay có bệnh nhân đột xuất á, nên mẹ em phải ở nhà khám bệnh á. Nên là mà nãy giờ là mẹ gọi miết à, hỏi tình hình sao rồi cũng dữ dằn lắm. Mẹ em là bác sĩ hả? Dạ, đang làm phòng khám nên là không có bỏ bệnh nhân đi được. Thôi bây giờ cho gặp bạn với gặp cháu đâu, cháu đâu? Dạ, con tên là Ngô Minh Đức à, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường và chào tất cả khán giả. Ở trời, giỏi ta. Rồi, cô chào con. Rồi, nãy giờ con coi là con có nhận xét gì về hai cô chú ngồi trên này? Dạ, cậu con thì cũng ít nóng tính. Con cũng hiếm khi thấy cậu con nóng tính lắm. À. Thì cậu cũng hòa đồng và mỗi lần mà có tiệc gì đó là cậu đều là trung tâm của bọn trẻ con. Ghê vậy hả? Trung tâm bọn trẻ con hả? Dạ. Còn con thấy mợ rồi sao? Cũng tốt bụng, hiền, chắc là cũng hợp với cậu con. Ghê ghê. Rồi cho gặp bạn đi. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Vũ, là bạn của Hảo cũng rất lâu, từ cấp 2 rồi. Thì tính tình của Hảo thì như mọi người thấy rất là vui vẻ, lại biết nấu ăn nữa. Mà Châu bên đây thì không biết nấu ăn thì không sao đâu. Còn cái phần mà sau khi nấu ăn mà ai mà dọn dẹp thì không sao đâu Châu. Em dụ nó một hồi là nó cũng dọn hết à. Cho nên em thấy hai người có thể tiến tới được nhau. Em xin rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Cái trả lại đầu, trạng thái ban đầu. Chuẩn bị, mở rào. Bắt đầu âm nhạc. Đó. Ha 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 ha.
Trời đất ơi. Rồi, ngồi trên đây đi em. Mà thấy đường ngồi không? Thôi, đó. Thường thường là nhà trai cô chú rể mở đàn gái tự mở kiểm tra coi. Mở mặt cô dâu. Anh ấy là ai? Bên đây cô dâu mở mặt chú rể xỉu luôn. Hú Hà. Đó, Hú Hà. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Nè, cảm ơn ta đi. Anh có một món quà. Cuốn này nó như cuộc đời của anh vậy. Anh mới viết được trang đầu tiên khi anh gặp em thôi. Anh đợi em khoảng 3-4 tháng nay rồi. Anh hy vọng nếu em can đảm thì em cùng anh viết tiếp cuộc đời còn lại của anh trong cái cuốn sổ này. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Bạn gái cảm giác thế nào khi lần đầu tiên gặp bạn trai mà trong một hình hài rất là dễ thương như vậy? Hơi bị bất ngờ. Lần đầu tiên em gặp người vui tính như anh. Anh cảm ơn lời khen của em. Thật ra lúc mà nhìn em á, anh cũng hơi hết hồn. Anh dặn chương trình rồi, kiếm xấu xấu thôi, cho dễ bấm nút. Kiếm vậy khó quá, không biết được cơ hội không. Chưa gì mất tự tin rồi. Anh muốn hỏi em một câu á. Dạ. Nếu mà mình mà có thể có cơ hội mà tiến tới hôn nhân á, thì em muốn để con trai hay con gái? Nếu câu trả lời là gái, anh sẽ đến ôm em ngay luôn. Em thích cả trai lẫn gái, nhưng mà con gái đầu lòng thì tốt hơn anh. Em giống y chang anh, nhà anh cuồng gái lắm. Đâu, ôm ngay luôn đâu. Thôi để em ôm đại đi. Trời ơi, cởi bộ đồ đó ra. Ông bận bộ đồ đó, ông giấu cái body của ông ở chổng em sao? Em có muốn nhìn cái body của ai anh ai mà biết. Được rồi, vô sau mình nhìn sao cũng được anh. Này gì đây anh, gì đây? Em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Wow, anh thấy chữ chồng tương lai. Nghe bấm nha. Đứng kế bên đọc cho bạn gái. Không, em không bị, không gỡ được. Dạ. Bò nó cũng biết mở thư nữa ha. Mở cho. Đứng sát bên bạn gái đọc, bạn gái viết cái gì cho bạn đó. Dạ. Gửi người sẽ nắm lấy tay em bước tiếp đoạn đường sắp tới. Chồng ơi, anh có biết em đã đợi bao lâu để được gọi lên 2 tiếng này không? Em là một cô gái nhút nhát, em rất sợ người lạ, sợ có ai đó sẽ bước vào làm đảo lộn cuộc sống của em. Nhưng em cũng luôn mong chờ một người sẽ bước đến nắm tay em, dẫn ép em vào một cuộc sống mới thật nhiều hy vọng và hạnh phúc. Và cuối cùng anh cũng đã đến, chào anh chồng tương lai của em. Trời. Cái cặp này hình như là đâu từ kiếp trước rồi á. Rồi, cảm nhận về nhau thế nào? Bạn gái thấy chàng trai thế nào? Nói luôn đi nào. Em hơi xúc động. Cứ nói đi em, hãy nói cảm nhận của mình không sao cả. Anh nắm tay em chờ đỡ luôn. Dạ, em chờ được nói là những tiếng này cũng lâu lắm rồi. Nãy nghe những cái yêu cầu của anh về bạn gái hay là về vợ tương lai á, em thấy em sẽ cố gắng để... Anh hiểu rồi. Anh cũng hy vọng là hai đứa có thể cố gắng làm sao để gia đình hai bên vui, rồi mình có thể hy sinh cho nhau cuộc sống, cãi nhau này nọ. Nhưng mà khi anh nóng thì em nguội, khi em đánh đá thì anh sẽ thùy mị hơn. Anh hy vọng là mình sẽ chan hòa được cái đó. Dạ, em muốn anh luôn luôn nắm tay em như vậy, không bao giờ buông ra. Được, anh tin tuyệt vời. Về ghế luôn, không cần nói gì nữa cả. Chúng ta tiến hành bấm nút luôn. Ngày hôm nay thực sự là họ đã có duyên với nhau. Còn phận thì họ sẽ quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chưa đếm thì bạn nam đã bấm nút rồi. Mà sao em gấp vậy? Từ từ em phải đợi chị đếm chứ. Chị chưa đếm mà phải cướp nhanh chứ chị. Phải cướp nhanh. Người ta đợi đuổi. Này, nắm tay nhau đi nào. Hôn nhau đi. Thôi em, anh xin hôn vô má của em nha. Nắm tay bò nãy giờ có cảm xúc gì không em? Nó không có nhiệt độ gì hết. Không có nhiệt độ gì hết trơn. Đó. Đây là chiếc vé xem phim để các bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng các bạn chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm.